Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với mười lực Phật học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, học bất tăng bất giảm như thế nào, bạch thế tôn đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với pháp không quên mất học bất tăng bất giảm như thế nào nên đối với tánh luôn luôn xả học bất tăng bất giảm như thế nào bạch thế tôn đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với trí nhất thiết học bất tăng bất giảm như thế nào nên đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng học bất tăng bất giảm như thế nào bạch thế tôn đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với quả dự lưu học bất tăng bất giảm như thế nào, nên đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị độc giác học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật học bất tăng bất giảm như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc chẳng sanh chẳng diệt mà học. Cũng nên đối với thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học. Cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với sắc xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới chẳng sanh chẳng diệt mà học này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xúc chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng sanh chẳng diệt mà học này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt mà học cũng nên đối với các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt mà học